Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống ung thư mà giai đoạn rất sớm nha chị. Tại cái tình huống của chị nó khá là hay đó, nó có thể giúp cho nhiều phụ nữ mà họ có cái sự động viên họ đi tầm soát lúc lúc mà giai đoạn đầu tiên á, sớm nhất có thể. Cho nên em làm clip về chị nhưng mà không có quay chị, đó là chị hỏi và chị nói thôi, hoàn toàn là camera nó chỉ với bác sĩ Ngọc. Thì khi mà chị phát hiện là cách đây bao lâu chị bắt đầu phát hiện bú vú á, cái tổn thương vú của chị á, năm nào? Năm ở đây thì có năm 16. Năm 2016. Thì lý do sao chị phát hiện được chị, chị kể em nghe với. Tối 12 giờ đêm mình ngủ tự nhiên nó đi đau. Mình mò mò thì thấy nó có một cái cục nhỏ. Sáng này mình mới đi. Rồi đi khám bác sĩ Ngọc. Thì lúc đó bác sĩ Ngọc phát hiện cho chị bị ác tính. Thì bác sĩ Ngọc mới tìm bác sĩ cũng của bệnh viện ung bú, chuyên mổ cái tuyến vú, mổ cho cổ. Cổ lúc đó cổ có nguyện vọng là mổ dịch vụ, cho nên bác sĩ Ngọc giới thiệu phòng mổ với tìm bác sĩ mổ cho cổ. Thì lúc đó vú, tuyến vú của cổ là ở giai đoạn T2N0M0. Lúc đó chị có nhớ cái vú của chị nó to bằng từng nào không? Bác sĩ có nói không? Tại lâu quá rồi bác sĩ Ngọc cũng không có nhớ. Cũng không nhớ. Nhưng mà được đánh giá là T2, tức là cái vú của chị nó cũng 2cm á. Thì mới đánh giá T2 á. Và N0 và M0, N0 tức là chưa di căn hạch nách, chưa có di căn hạch nào cả. Và chưa chắc chắn là chưa có di căn xa. Thì tình huống cô này á thì là giai đoạn 2 nhưng vẫn được mổ tái tạo các bạn. Và bây giờ là 5 năm rồi, từ năm 2016 tới giờ là gần 6 năm rồi chị. Và vẫn theo dõi bác sĩ Ngọc tái khám định kỳ và không hề có một vấn đề gì phát sinh hết. Rồi trước đây là một thời gian ngắn bác sĩ Ngọc đã làm một clip về ung thư vú giai đoạn 1 mổ tái tạo. Những cái ca trước toàn giai đoạn 1 thôi, còn của bệnh nhân này là giai đoạn 2. Xin lỗi, giai đoạn 1 nhưng mà cái bướu được đánh giá là T2 nhưng vẫn là giai đoạn 1. Thì cổ cũng phù hợp với chỉ định mổ tái tạo. Đến ngày hôm nay đây là cái bộ hồ sơ của cổ theo dõi rất là định kỳ ở chỗ bác sĩ Ngọc. Là cứ sau 2 năm đầu theo dõi sát sao thì sau đó cổ cứ 6 tháng cổ trở lại với bác sĩ Ngọc một lần. Là được làm siêu âm tổng quát vùng cổ, tuyến vú và bụng, chụp X quang phổi, còn riêng cái nhũ ảnh cái phần vú còn lại mà chưa mổ thì mỗi năm cô sẽ chụp một lần đều đặn và kết quả của lúc nào cũng rất là tốt. Đây là một cái ca mà thành công trong cái việc là phát hiện sớm và mổ tái tạo. Cái thành công tiếp theo của cổ rất là tuyệt vời là cái vết mổ tái tạo của cổ cực kỳ đẹp. Thì hồi nãy bác sĩ Ngọc đã làm clip rồi, bây giờ chúng ta coi lên màn hình cái clip của cổ nha. Đây, các bạn thấy một sự cân đối, vô cùng cân đối luôn. Đây là cái lớp da đậm màu. Vậy thôi. Cái may mắn của cổ là cái bướu nó cách cái núm, cách cái trung tâm tới 5cm lận. Thành thử là cổ giữ được cái núm. Còn những tình huống mà cái cục bướu mà nó khá là gần với cái núm này thì sẽ không có bảo tồn núm được, là coi như mất cái núm luôn. Tức là bên này cái bầu ngực thì vẫn tròn trịa đó, nhưng mà lại không có núm vú. Thời gian sau thì mình có thể tái tạo cái núm vú, nhưng mà đương nhiên nó sẽ không có tự nhiên bằng bằng cái núm vú thật của mình. Rồi giờ thì cái phần da đậm màu này là nó từ đây nè các bạn. Là lấy từ đây nè. Đây, đây có vết mổ ở cái vùng lưng của cổ cùng bên nha, cùng bên với cái vú bắt buộc. Lấy cái vùng da ở đây và vùng mở dưới da ở đây. Để lắp qua bên này cho cổ. Tức là cái phần vú bên này của cổ phía trong không còn là mô tuyến vú bình thường nữa, đã nạo và bỏ cùng với hệ thống hạch rồi. Và ghép vô đây là cái mô mỡ. Và đây là lớp da đậm màu là do lớp da vùng lưng. Rồi bây giờ đây là clip. Đây là tình huống ung thư tuyến vú mà mổ tái tạo. Thì cô này may mắn là cô phát hiện ung thư vú ở giai đoạn 1, cho nên cô được mổ tái tạo. Tới giờ là đã được 5 năm rồi. Thì đây, rất là cân xứng nha. Cái ngực của rất đẹp, đây này được đánh giá là thành công. Bởi cân xứng nó không có chênh lệch. Hai bên vú nó không có chênh lệch. Và một cái nữa thì chỉ có là cái da ở đây nó sậm màu hơn cái da vú thật sự của cổ. Và cái may mắn thứ hai của cổ là cái vú nó nằm xa, cái núm nó xa 5cm luôn. Cho nên khi mà mổ cổ không có bị mất cái núm. Có những người cái u nó gần núm quá
thành thử ra là không giữ được cái núm, vẫn tái tạo nhưng mà lại cái núm lại không có. Thì cái núm này cô này bị thụt vô như thế này nè, lá bác sĩ Ngọc sẽ giúp cổ để mà kéo nó ra, có dụng cụ. Thì cái lớp da này được lấy ở đâu? Là được lấy ở vùng lưng. Và cái mô ở trong cái tuyến vú này không phải còn mô tuyến vú nữa, mà đã cắt bỏ hết. Cắt bỏ hết rồi, chỉ giữ lại cái lớp da này và cái núm cho cổ thôi. Và sau đó thì bác sĩ phẫu thuật, họ mới lấy cái phần da, lấy cái phần, một phần da và phần mỡ của cái phần hông lưng bên phải của cổ cùng bên đó, để mà đưa lên đây tái tạo cho cổ một cái ngực mới. Và cái ngực này theo như kinh nghiệm của tôi thì tin đánh giá là đẹp. Cái này là cuộn một. Rồi vậy thì thông qua clip này, bác sĩ Ngọc muốn các bạn mà đang ngần ngừ vấn đề, nhất là 40 tuổi trở lên đi kiểm tra tuyến vú, thì nên đi kiểm tra sớm để cái cuộc mổ của mình nó không có bị mất thẩm mỹ, và sau khi mổ cũng không có phải xạ trị hay hóa trị. Bây giờ mình sẽ hỏi cô bệnh nhân của mình, cô có bị xạ trị hay hóa trị sau đó không nha. Chị có sau mổ chị có phải xạ trị hay hóa trị không? Hóa trị mấy toa? 6 toa. Là bởi vì cô này tình huống của cô là T2 các bạn. T2 mặc dù cũng là giai đoạn 1 nhưng mà cái bướu được đánh giá là T2. Còn khi nào mà theo dõi sớm hơn nữa, phát hiện sớm hơn nữữa là cái bướu là T1 á, T1, N0, M0 á, thì lúc đó mổ tái tạo thôi và không điều trị tiếp theo. Như là khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ có một bệnh nhân có tình huống đó đi tái khám, thì tôi sẽ làm một clip gửi đến các bạn. Thì cô này chỉ có hóa trị sau đó thôi, không có bị xạ trị. Và cái điều trị nó cũng không có kéo dài và không có tàn phá cơ thể mình nha các bạn.